Ba tiền hoa cúc không? Ba tiền hoa cúc. Cái nào em? Hoa cúc. 40.000. Mấy bông? Nhiều bông. Là mấy bông? 1, 2, 3. Tính ra là mấy nghìn bông? 7.000. À quên, 7 bông. 7 bông. 7 bông 40.000. Cắt bớt nhá. 7. Ai bỏ nhá. Không, một bó thôi, 6 thôi. 6.000. Bình thường 5.000. À bây giờ thì em mua cúc bông đẹp còn vậy 8.000 cơ. Thế nào? Đây, 40. Đợi nhỉ. Cầm. Cắt tiền quả dừa anh 15 em quả
có phở luôn đó. Không, không, về nhà. Anh cầm hộ em đi.